tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn lũy kế đến giữa tháng 7 này đạt trên 32 tỷ đô la Mỹ, trong đó cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vẫn là cửa khẩu giao thương sôi động nhất. Trung bình mỗi ngày cửa khẩu này thông quan trên 800 phương tiện, trong đó xuất khẩu khoảng trên dưới 200 xe, nhập khẩu khoảng 600 xe. Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu là hoa quả tươi, máy móc công nghiệp, đồ gia dụng, tiêu dùng, linh kiện điện tử.